Chiều 5 tháng 11, ghi nhận của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, tại một số quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn, nhiều cửa hàng hết xăng, người dân khó mua được. Chị Đờ, quận 12 kể, cách đây 3 ngày, lúc 7 giờ sáng, chị ghé vào cửa hàng xăng dầu ở khu vực cầu An Lộc, quận Gò Vấp, phải chờ 30 phút, nhưng đến lượt mình thì cửa hàng hết xăng. Đối với những cửa hàng còn mở bán, vừa bán nhỏ giọt cho khách vừa hạn chế lượng khách mua bằng các hình thức phân luồng khác nhau. Một số người bán cho biết, khi nào thấy các cửa hàng không dựng rào chắn nữa, lúc đó xăng dầu được bán thoải mái. Tại khu vực quận 12, quận Gò Vấp, nhiều điểm bán ven đường, bán với giá cao hơn so với giá niêm yết tại các cây xăng. Theo đó, tại các cửa hàng xăng RON 95-3 giá 22.750 đồng, xăng RON 95-V giá 23.880 đồng một lít, xăng RON 97 giá 25.540 đồng một lít. Tại các điểm bán ven đường, không rõ là xăng E5 hay RON 95 được bán 28.000 đến 32.000 đồng một lít. Cập nhật của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 3 tháng 11, trên địa bàn thành phố hiện có 87 cây xăng bị gián đoạn nguồn cung.